Xin chào anh em nha. Hôm nay thì đợt cá La Hán đã trở lại rồi anh em. Trời ơi, con này nè, con này quá trời sung luôn rồi. Mà đợt trước anh em, đợt trước bán anh em lại nhiêu 300 đúng không? Đợt này vẫn bán 300 luôn, mặc dù đầu đã bự hơn. Đó, đầu bự hơn rồi ha, đuôi nó cũng lành rồi. Nè, đuôi bữa hổm là nó bị cục phía sau luôn, giờ nó đang ra đó anh em thấy không? Đó, đuôi đang ra nè. Những cái con gách đuôi là bắt đầu nó sẽ lành lại, con này bữa hổm là cũng bị gách đuôi nha. Tại anh em biết không, những con cá mà nó mới về á, nó chưa có quen với cái hồ này, thường á cái nó nằm cái nó bị cái đuôi nó dè qua đây nè, nó sẽ bị cái con kế bên nó sởn. Đó thì nó đang ra đuôi lại nè. Nha. Bởi vì anh em thông cảm giùm mình nha, ví dụ anh em chịu khó về dưỡng lại. Rồi, con mã số 1 thì 300. Ồ, mã số 16 chứ. Mã số 16 300. Con này đầu nhỏ hơn chút xíu nhưng mà trâu rất là sáng nha. Trâu rất là sáng nên cũng giá 300 luôn. Sai bự hết rồi. Nè anh em thấy không? Đó, sai tầm khoảng 3 ngón hết trơn rồi đó. Thì cái lô cá này có những cái con ở phía sau á, nó mới có mình mới bắt về thì nó sai nó rất là nhỏ. Sai nó rất là nhỏ thì được cái giá nó rẻ nha. Cũng cũng tùy, ví dụ như nếu mà sai nhỏ mà màu đẹp hoặc là trâu sáng thì giá nó vẫn cao bình thường. Đó. Nhưng mà nó sẽ không cao lắm. Nếu mà anh em mua ngay tại thời điểm bây giờ thì giá nó ok. Còn anh em để càng lâu, ví dụ qua những đợt sau anh em mới mua thì giá nó từ từ nó lên. Cá La Hán lại lên mỗi ngày nha. Tại vì tiền mồi cho nó ăn mỗi ngày nó cũng tốn kém ha. Thứ nhất là ăn nè, thứ hai là thay nước nè, thứ ba là giá trị con cá nó lên, đầu lên, màu lên ha. Tại vì ăn mấy con này ăn tôm với lại trộn carofil á, mà carofil nó rất là mắc. Đó, 1 gram thì nó tới 10 ngàn rồi, một ngày mấy con này nó ăn cũng cỡ đó đó nha anh em. Một con á, mình tính ra một con á, chi phí cho nó rất là cao. Thì con này ha, màu nó còn cam, nó chưa có lên đỏ nhiều nên giá nó 190 thôi. Mình thì cho ăn tôm là chủ yếu, nhưng mà màu thì mình vô ít lắm, mình không dám vô nhiều nha. Tại vì mình là buôn bán, nếu mình vô nhiều mình sẽ bị lỗ. Anh em chịu khó, anh em nào muốn ấy muốn màu lên anh em vô nhiều hơn ha. Ví dụ như 5g carofil cho 100g tôm chẳng hạn. Mình thì ở đây mình 5g carofil mình cho tới 200g tôm lận. Đó. Nên cái màu nó lên hơi chậm. Với lại là mình cách bữa, mình cho ăn bữa tôm, bữa cám nha. Với xen kẽ thêm với trùng chỉ. Rồi, báo giá với anh em con này ha. Con này là V18 nha, có mã số phía sau, tại con cá bự quá nó che. V18 thì 190. Còn con này nó bị xẹp đầu. Đầu đáng lẽ lên to mà nó bị xẹp thì bán rẻ cho anh em 150 nha. Đó, 150 là bán cũng gần bằng giá vốn rồi đó. Trừ hao chi phí nó cũng bị vốn với con này thôi, con này sai bự rồi. Rồi, tiếp theo. Con này thì cũng bị xẹp đầu nhẹ nha. Nó anh em thấy nó hơi móp cái đầu lại á. Thì quan trọng là ví dụ những cái con mà nó căng đầu, nó căng đi nhưng mà đầu nó nhỏ thì cái gen của nó nhỏ. Gen đầu nó không được to ha. Nhưng mà cái con này có gen đầu to tại vì nó bị xẹp thôi. Sao bị xẹp? Giống như mình mới lấy từ trại về, nó chưa có quen cái nguồn nước, nó quen môi trường á, nó hơi bị nhát thì nó bị xẹp đầu đó chẳng hạn. Như vậy giống như anh em mà có mua cá của mình đi, mình ship cho anh em về nó cũng bị xẹp thôi ha, không xẹp ít cũng xẹp nhiều đó. Trừ khi là những con cá nó sung dữ lắm thì nó mới không xẹp. Thì nếu mà nó không xẹp á, thì chúng ta dưỡng lại nó rất là nhanh phục hồi và lên đầu. Còn những anh em nào mà lỡ nhận hàng mà cá nó bị xẹp nhẹ thì cũng chịu khó dưỡng lại ha, thì tầm khoảng 1 tuần là ổn định lại thôi và bắt đầu bự lên đó. Thì anh em mua cá ở đâu cũng vậy thôi, ví dụ trong quá trình vận chuyển nó nhát nó ấy thì nó sẽ xẹp nhẹ, hoặc là trong mùa lạnh á, mùa này thì nó cũng nhiệt độ nó cũng được tương đối ha, không sao. 150. Rồi tiếp theo con này xẹp nhẹ thì 170 nha anh em. 170 mã số 20, 170. Con này đầu to nè, chồm về trước luôn. Rồi, con này thì mình cũng mới lấy về thôi. Đó, màu thì chưa có vô, không vô màu luôn anh em. Màu nó lên cam cam á, này lên tự nhiên. Đó, màu gốc luôn, màu tự nhiên luôn. Cá thì mới lấy về, chưa có dưỡng, chưa có phơm, chưa có làm gì hết trơn, mới lấy về hôm qua bên đây quay luôn. Đó, 190 cho anh em nha. 190 là mã số 21 á. Mã số 21 là 190 đầu bự lắm nha. Cái con này tương lai nó giống như cái con V16 đầu tiên luôn á. Thì mình nếu mà mình nuôi khoảng chừng 2 tuần nữa thì có khả năng là mình sẽ bán được 250 ha. Nhưng mà 2 tuần đó thì nếu cho ăn màu sẽ rất là tốn chi phí. Đó, nên mình không thể ấy, mình bán 190 cho đi luôn ha. Rồi, những cái con này nè, đó, những con nhỏ nè.
nhỏ mà trâu sáng dữ lắm luôn anh em. Thì cái size nó cũng nhỏ luôn, size nó khoảng hai ngón rưỡi. Những cái con như thế này á thì nếu mà mình chịu khó mình nuôi khoảng chừng 1 tháng thôi là nó sẽ bự, nó sẽ bự bằng những con vầy ha, đầu to hơn. Tại vì mình thấy nè, size nhỏ mà đầu rất là khá rồi đó. Với lại là trâu, nó trâu sáng nè. Con này là lai nha, lai campha nha anh em, bởi vì cái trâu nó rất là nhiều, nó dày lên. Thì cái màu á, thì mình chưa biết nó sẽ như thế nào, tại chưa có vô màu nên mình không dám chắc. Nhưng nếu mà vô màu đầy đủ ha, có khả năng, tại vì nó có gen campha trong đây mà, có khả năng nó sẽ lên campha hoặc là chuyển sang màu GB luôn anh em nha. Còn cái đó thì mình chưa có dám chắc, tại vì chưa vô màu thử mà, với lại size còn nhỏ nữa đó. Nhưng mà rất tiềm năng nha. Thì 150.000 con này thôi, con V22 150.000. Mấy con này thì mình bán rất là thoải mái. Ví dụ như mình bán không được, mình sẽ để dành rồi cái từ từ nó lên màu, nó càng ngày nó càng có giá trị. Nhưng nếu anh em nào muốn giá rẻ thì chúng ta sẽ mua sớm ha. Chúng ta mua sớm thì được cái giá rẻ. Đồ con này cũng yêu lắm nè anh em ha. Con này thì nó, con kia nó hơi đen hơn một xíu, con này cũng ok lắm nè đó. Nhưng mà trâu nó ít hơn, trâu ít hơn thì dãy cũng ít hơn luôn. Thì nó sẽ dễ lột màu đó. Anh em cho ăn thời gian màu nó ít, tại vì nó ẩn đỏ cái á. Còn cái này nó bị che bởi cái lớp dãy. Thì tùy anh em, ví dụ anh em thích độ sáng thì mua con này. Còn anh em thích cho nó lộ thịt ha, chừng nữa mình vô màu cho nó dễ, cái màu nó ẩn đỏ lên á, thì mua con này. Con này thì thấy cái đầu cũng ok, đầu bự hơn luôn. Tại vì những cái con lai campha nè, cái đầu nó nhỏ hơn xíu. Anh em cũng biết rồi, cái dòng campha ở đâu bằng Thái Châu thì này chủ yếu cái đầu to ha. Còn campha thì cái đầu nó nhỏ hơn xíu. Rồi hai con ha, con này thì đầu to hơn xíu thì mình nhích hơn chút xíu, 150 nha anh em. Con 23 là 170, con 22 là 150 ha, 23 170 đó, to hơn xíu thôi. Rồi con này nè, vừa đầu to vừa dãy luôn. Con này là sự kết hợp của hai con nãy luôn, vừa đầu to vừa dãy sáng luôn ha, màu nó cũng không quá đen đó. Con này thì giá trị hơn so với hai con hồi nãy nha. Rồi thì con này là V24 giá 200.000. Quên nói anh em nữa, ví dụ như anh em mua con nào mà 200.000 được free ship, rồi con nào 170 thì anh em cộng thêm 30.000 tiền ship. Cái đó thì anh em lựa chọn ha. Đó, ví dụ như thay vì mình mua cái con này thì mình sẽ mua con này để được free ship, còn con này anh em sẽ phải cộng thêm 30.000 tiền ship nha. Còn nếu mà anh em nào ghé tại shop mình anh em lấy thì nó được cái nó rẻ chỗ đó ha. Ok chưa? Còn anh em nào mà chuyển khoản luôn á thì mình giảm cho anh em 10.000, có nghĩa là anh em sẽ mua con này với tiền ship chỉ 20.000 là 190 đó. Còn anh em mua con này thì 30.000 đó ha. Quên, anh em mua con này thì phí ship và giá là 200.000. Rồi. Còn anh em mua con này thì phí ship là 30.000, nhưng mà chuyển khoản thì mình giảm cho anh em 10.000 sương sương vậy ha. Giảm hữu nghị thôi. Chứ mấy cá là háng này anh em ghé tại shop thì nó sẽ có lợi hơn đó. Mình khỏi phải tốn công đóng gói bơm oxy ha. Rồi anh em ghé lấy thì khỏi tốn tiền ship, nhưng mà những anh em ở xa thì có thể đặt liên hệ qua Zalo để mình chốt đơn cho anh em ha. Rồi con này là 150k nha anh em ơi, 150k mã số 25. Con này size lớn nhưng mà do cái đầu nó nhỏ ha, chứ không phải, anh em thấy không, con kế bên này mà 200.000 đó, tại vì size nhỏ. Còn con này thì 150 thôi, size nó bự luôn, có chữ luôn. Con này thuộc lai với dòng campha nên cái chữ nó không có bằng Thái Châu nha anh em, nó không có lộ rõ, nó lai mà. Tại lai campha nên cái dãy nó, anh em thấy không, trâu sáng quá trời. Còn con này thì nó thuộc dòng Thái Châu rồi đó, size bự hơn luôn, nhưng mà giá rẻ hơn, chỉ có 150 thôi. Còn con này đó, con này thấy lai với châu Phi không phải Thái Châu mà châu Phi, thì mình cũng thấy nó là rất có tiềm năng nha. Size nhỏ nè, màu thì màu đen, tại vì do nó mới phơm á, chủ trại cũng mới phơm được khoảng 3 ngày đó anh em. Bởi vì nó dư bày nó lên, nó chưa có lột màu, nó chưa có sáng, bởi nó đen đen vậy đó. Mấy con nhỏ nó còn đen dữ nữa ha. Còn cái này nó đang lột ra đó, thì cá nhỏ mà mình đâu có nói trước được đó. Con này thì chủ yếu dựa vào cái đầu với cái trâu mà đánh giá nó thôi.
Đó, con này thì 180 ha. Rồi con này thì cũng size nhỏ nè, nhưng mà đầu cũng thấy ok đó, cũng được được á, 150 thôi nha anh em, được hơn so với con 150 kia. Con 150 kia bằng đầu bằng con này thôi, nhưng mà cái size nó đã bự lắm rồi, nó bự lắm rồi nè anh em, thấy không, size nhỏ xíu à. Rồi tiếp tục, con này thì bị móp đầu nha anh em, bị móp đầu, bán cho anh em 100.000 thôi đó, quá rẻ luôn, 100.000 con cá quá rẻ nha. V28 rồi anh em nhớ mã số nha, V28 nè, 100.000, V27 thì 150 ha. Rồi tiếp tục, trời ơi con này đẹp quá anh em ơi, nó cũng mới lên 3 ngày nó còn đang thui à, nó chưa có lên màu, từ từ nha anh em. Nếu mà video này anh em nào mà biết nhìn cá thì anh em mua luôn, còn nếu anh em không biết nhìn cá anh em có thể đợi 2 tuần nữa mình sẽ quay trở lại đó, mình sẽ quay cho anh em coi coi nó lên màu như thế nào, nhưng mà mình không biết là nó sẽ còn hay không. Con này là quá đẹp luôn em ơi, 200k luôn ha, mình thấy được tương lai của nó, cái đầu chòm ha, đầu thì chòm rồi, dãy rất là sáng, còn cái thịt thì từ từ thịt nó mới sáng lên được ha, vô màu các kiểu đó, mình mua về mình sang tay cho anh em luôn, nên nó có giá rẻ ha. Hôm nay like campa nha, còn nếu mà mình chịu khó mình phơm thì mình sẽ bán giá cao hơn, tại vì phải tốn chi phí. Con này V29 nha anh em. Rồi đây thấy không, nó sẽ sáng từ từ lên, giống như con này nè, con này hay lúc trước nó cũng u tối lắm đó nè, trâu rồi cũng dữ dằn ha. Con này là con cá máy anh em, có 100k thôi đó, con cá máy 100k, có một con duy nhất thôi. Bình thường là mấy chạy mình ăn nỉ lắm, nó không bán cá máy không, không năn nỉ bán được 2 con, giờ bán hết con rồi đó, con giờ còn con nè đó, anh em nào mua thì chốt nha, 100.000 thôi, anh em mua cặp chống máy về like đẻ rồi chơi đó, cái máy nha, máy màu sáng nha anh em. Rồi anh em nào chốt đơn thì nhắn tin mã số qua Zalo số này cho mình nha, rồi mình sẽ chốt đơn cho anh em 200k reship, dưới 200k cộng thêm 30.000 tiền phí ship nha anh em. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau, nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.